Hello, Billy xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món kim chi và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đây là cải nập ha, cải nhúng 2 pound. Mình sắc nhỏ ra và cho muối, cho tí nước vô. Và cứ một lúc mình sóc sóc lên để cho nó đều và xìu này. Khi mà nó xìu nó ra rất là nhiều nước luôn. Và cái nguyên liệu của nó này, cà rốt bào, gừng sợi, cắt sợi, củ cải trắng, bào, sợi, hành lá hoặc là hẹ nhé. Mình không có hẹ, mình dùng hành lá thay thế và củ hành tây. Tỏi này nhá, tỏi tí xíu mỡ mình băm. Và đây là bột nếp 1 thìa rưỡi cân và 600 ml nước. Mình khuấy đun sôi để nguội. Bây giờ mình đi xả cái nạp hà này, xả cho thật là sạch để cho nó hết cái bị mặn ha. Bây giờ mình xả nước, xả xong là vắt khô. Mà xả tiếp, xả cho nhiều lần nước ha, để cho nó sạch cái muối, không thôi nó mặn lắm á. Đây, cải nạp hà sau khi xả sạch nước và mình vắt cho ráo này, còn lại cái bấy nhiêu tí xíu vậy thôi. Cho các bạn xem. Đấy, nó xìu xuống còn cái tí xíu thôi. Và bây giờ mình chuẩn bị cái gia vị ha. Gia vị mình cho 2 pound napa, 1 thìa cân hạt nêm, 6 thìa cân ớt bột Hàn Quốc, nước mắm nhỉ 7 thìa cân ha. Tí xíu nữa mình lì đông vô. Tương cá thì 8 thìa cân. Và còn tương ớt nữa. Cái tương ớt thì mình cho 1 thìa cân. Rồi. Đây. Tỏi lúc nãy nè, mình lì vừa mới băm xong, mình cho 2 muỗng canh tỏi ha. Rồi bây giờ mọi thứ mình cho vào cái nước bột nếp mình nè. Bột nếp mình để cho nó nguội xuống rồi, bây giờ mình đổ. Mình cho những thứ này vô. Đấy, cho gia vị vô đây. Và mình sẽ đông cái nước mắm nhỉ vô và tương ớt vô. Và mình khuấy, khuấy lên cho đều nhé. Khuấy cho thật là đều, xong rồi mình đổ vô cái napa. Và cái những nguyên liệu này mình cho vào napa hết luôn. Mình trộn cho thật là đều. Sau đó mình cho vào những chiếc hũ nhỏ nhỏ, những chiếc keo mình rửa cho thật sạch. Để ráo rồi mình mới cho vô ha. Ok, để mình trộn cho đều. Và cho nước mắm vào đây nữa. Đây mình chuẩn bị sẵn những chiếc keo nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Mỗi lần dùng sử dụng một tỏi nhỏ nhỏ như thế này, sau khi mình khui ra mình ăn thì ăn hết luôn, chứ dùng cái lọ to thì mỗi lần mở ra mỗi vô có hơi gió nó sẽ làm cho cái kim chi mình nó ê chua. Bây giờ chuẩn bị mình trộn ha, trộn những thứ này vô nhé. Ok, đây gia vị mỗi thứ đây, tỏi băm xong rồi nè, bây giờ mình đổ vô chân hết luôn. Nhìn nguyên một thau rau nhìn rất là hấp dẫn luôn này. Đấy. Cái nước hỗn hợp này lúc nãy mình vừa trộn xong ấy. Bây giờ mình cho vô luôn ha. Đấy. Xong rồi mình sẽ trộn cho đều lên, trộn cho đều xong rồi mình cho vào những chiếc hũ, đậy nắp lại, cho vào tủ lạnh khoảng 3 hôm sau, 3 ngày sau mình có thể sử dụng rồi nha. Có thể ra nè, mình ăn với barbecue, thịt nướng, gà nướng, bò nướng vân vân đều ngon hết. Để mình mang bao tay sẵn này, mình trộn, mình dùng bao tay mình trộn cho nó đều, xong rồi mình cho vào cái lọ. Đây các bạn xem này, rất là ngon luôn. Sau khi mình trộn lên mà nhìn nè, màu sắc rực rỡ, đủ màu sắc, nhìn rất là ngon luôn. Và bây giờ mình chuẩn bị cho vào những chiếc hũ nhỏ nhỏ ha. Đây các bạn, Milly đã cho vô hũ hết này. Đấy, những chiếc hũ nhỏ nhỏ thế này, mỗi lần ăn là mình khui một hũ ra mình ăn hết. Chứ mình để dành lại thì mới bị kiểu mà ê chua. Sau khi Milly mà đậy nắp lại là cho vào tủ lạnh ngăn mát ha. 3 hôm sau mình có thể ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Và hẹn gặp lại các bạn những video tới nha. Bye bye.